khoa học gia chuyên ngành kỹ thuật không gian người Mỹ gốc Việt nổi tiếng thế giới. Ông Nguyễn Xuân Vinh tạ thế hôm 23 tháng 7 tại nhà riêng ở bang California, Mỹ, hưởng thọ 92 tuổi. VOA được biết phu nhân của giáo sư Vinh, bà Phiến Đan và giáo sư Trần Huy Bích xác nhận tin buồn này lần lượt với các báo người Việt và Sài Gòn nhỏ đều có tòa soạn đặt tại Westminster trong cùng tiểu bang bà phiến đan còn có tên mỹ là elizabeth xuân vinh cho người việt biết phu quân của bà người từng giữ chức tư lệnh không lực việt nam cộng hòa đã ra đi nhẹ nhàng bình yên bên cạnh những người thân yêu trong gia đình và được nghe thánh ca do ca đoàn giáo sứ la vang hát tại nhà riêng ở costa mesa Ông Nguyễn Xuân Vinh sinh năm 1930 ở Yên Bái, miền Bắc Việt Nam, là người có năng khiếu toán khi còn nhỏ và trở thành giáo sư tiến sĩ, viện sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian của Mỹ trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1986 theo tìm hiểu của VOA. Sự nghiệp khoa học của giáo sư Vinh bắt đầu vào năm 1962 khi ông đi du học ở Mỹ. Sau 3 năm, ông là người đầu tiên được cấp bằng tiến sĩ về khoa học không gian tại Đại học Colorado, đánh dấu việc ông thực hiện thành công nghiên cứu công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền do cơ quan hàng không và không gian Mỹ NASA tài trợ tên của ông Nguyễn Xuân Vinh được trang trọng tôn vinh tại phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian của NASA nằm trong trung tâm điều khiển bay của cơ quan này đặt ở Houston, bang Texas.